Xin chào anh chị và các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm clip về thị trường chứng khoán Việt Nam. Vì sao? Là vì sau cái clip hôm trước mình có làm và mình có nhận định rằng là có kỳ vọng về một cái chu kỳ tăng trưởng của chứng khoán Việt Nam cho đến thời điểm tháng 8 và tháng 9 năm 2021. Và trong clip đấy mình có chỉ ra những cái vùng giá mang tính chất chủ đạo mà chúng ta có thể là xem xét để giải ngân. Thì sau cái clip đó thì hôm qua chúng ta thấy là có một phiên giảm điểm. Thì mình có khuyên rằng là các nhà đầu tư trước đó rằng là nếu cái vùng giá mà sát 1.200 nó thì có hai cái phương án. Với những nhà đầu tư F0 thì cái trải nghiệm chưa có nhiều thì cái phương án cụ thể nhất thì có thể sẽ là một là để nó vượt hẳn 1.200 và tạo một cái nền cứng 1.200 thì chúng ta sẽ bắt đầu mua. Hai là đợi giá hồi về các cái vùng cầu ở phía dưới mang tính chất gần nhất. Đó, thì các anh chị thấy là chúng ta có một cái vùng cầu nữa là ở tận 1.093 và một cái vùng cầu thấp hơn nữa. Thì với cái mức điểm hiện tại nếu như mà giá thị trường có thể đi về đó thì với những nhà đầu tư đã mua hàng rồi đang full hàng và thậm chí full margin thì đấy lại là một việc hết sức nguy hiểm, có thể các anh chị sẽ thiệt hại trước khi mà thị trường quay trở lại. Thì đây là một trong những cái kỹ năng mà những nhà đầu tư quen với việc trading nó sẽ dễ là trải nghiệm và dễ là chấp nhận hơn cái việc này. Nhưng phần lớn những nhà đầu tư mới, những nhà đầu tư F0, đối tượng mà tôi nói và hướng đến nhiều nhất trong các clip này thì là đây sẽ là một trong những gọi là cái sự kiện mà nó có thể là ảnh hưởng trực tiếp đến tài khoản của các anh chị. Nó dẫn đến là thiệt hại, thậm chí có những người thiệt hại rất lớn. Nếu mà full margin ở trên có thể thiệt hại đến 5-70% tài khoản. Thì mình nói thẳng luôn là lúc đấy kể cả thị trường có uptrend quay trở lại thì các anh chị cũng không còn tâm trạng mà mua nữa đâu. Cũng không còn tiền mà mua nữa đâu. Đại đa số nó là như vậy. Nên đặc biệt là tôi muốn nhấn mạnh rằng là phân tích được là một chuyện, chung và dài hạn là một chuyện. Nhưng kỹ năng mà các anh chị quản trị cái tài khoản đó lại là chuyện khác. Cộng với lại nếu những người nào mà muốn mua bán trong thời gian ngắn hạn hơn thì lại còn một kỹ năng nữa gọi là kỹ năng trading. Mà kỹ năng trading thì nếu như chỉ có nhìn vào phương pháp là chúng ta phân tích những cái chỉ số kinh tế, thông tin cơ bản thì tôi khẳng định các anh chị là gần như thất bại 100%. Mà nó phải là kỹ năng về phân tích kỹ thuật. Mà phân tích kỹ thuật ở đây cũng phải là những người mà kỳ cựu nha các anh chị nhé, trải nghiệm thật nhiều và những người có kinh nghiệm, chứ không phải là ai phân tích kỹ thuật là cũng ok đâu. Bởi vì định nghĩa về phân tích kỹ thuật thì nó rất là rộng, rất nhiều trường phái, rất nhiều cách. Thông thường thì tôi thấy là cứ phải 5 năm, nếu như các anh chị tự học thì cũng phải 5 năm thì nó mới qua được một cái giai đoạn đầu tiên để có thể bước vào cái giai đoạn là bây giờ sống được với thị trường. Còn dưới 5 năm thì mình thấy hơi khó. Đấy là đáng lo ngại cho các anh chị thế hệ như nhà đầu tư F0. Trong giai đoạn vừa rồi, có thể các anh chị có những người là ăn rất nhiều. Nhưng tôi đảm bảo luôn là có rất nhiều người ăn giai đoạn đầu. Và khi thị trường càng lên, mọi người càng mua theo thì những cái cú điều chỉnh với lại cái số điểm nó rất là lớn thì đại đa số F0 cũng chết. Đấy là cái tham số mà tôi lấy từ xung quanh tôi ra. Những người thân, người bạn bè của tôi ra, rồi bạn bè của họ nữa. Có những người gọi điện nói chuyện với tôi là bây giờ chị như thế này, chị như thế kia, lúc mà có lãi thì đấy không nghe lời cậu thì chị không cắt đi thì bây giờ nó lại âm trở lại rồi. Thì thực ra nói thật với mọi người cái việc này tôi quen lắm rồi, có nói mọi người cũng không nghe đâu. Những người mới cũng rất là khó để nghe. Vì sao? Chỉ có vì người ta sẽ tư duy rằng là chỉ có hâm mới lại đang lãi ở mầm lại đi cắt đi. Đó thì đấy là lý do tại sao 95% thua lỗ nó là như vậy đấy anh chị. Đấy là một trong các lý do mà 95% thua lỗ nó là như vậy. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần cụ thể với cái biểu đồ của thị trường chứng khoán. Tất nhiên clip này mình sẽ làm nó không sâu, nó không nhiều được như là cái clip trước. Bởi vì sao? Nó vẫn đang nằm, thị trường vẫn đang nằm trong cái view mà tôi đã nhìn từ clip trước rồi. Nên tôi chỉ lướt qua thôi. Mong rằng là những anh chị nào, những nhà đầu tư mới là xem thêm clip này và xem thêm cái clip trước đó tôi làm về chứng khoán thì các anh chị có thể là rút ra được những cái bài học
hay một cái giá trị nào đó cho bản thân các anh chị. Thế là điều tôi hướng đến. Và kính chúc các anh chị là một buổi chiều cuối tuần là vui vẻ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào trong màn hình và trên biểu đồ của mọi người, chúng ta đang thấy đó là chỉ số VN Index. Thì chỉ số VN Index thì chúng ta thấy hôm nay là đóng cửa ở 1.168 điểm. Thế thì chắc hẳn là sau phiên ngày hôm qua thì rất nhiều anh chị và các bạn là đã sao thấy cây này xuống là đã sợ một cái cú sập giảm rất là sâu. Lại còn trong bối cảnh là cái hệ thống của sàn ho chúng ta là rất là tệ, thì chắc hẳn những nhà đầu tư mà hiện tại đã mua ở trên này, mua nhiều ở trên này, thậm chí full margin ở trên này thì có lẽ đang rất là lo lắng. Tuy nhiên thì nếu như anh chị và các bạn xem cái clip hôm trước của tôi, về thị trường chứng khoán, đây chính là clip này. Những anh chị nào mà chưa biết thì các anh chị có thể vào kênh của tôi, là cái clip mà tôi làm về cái chủ đề là kỳ vọng chứng khoán Việt Nam tăng trưởng đến tháng 9 năm 2021. Đây lý do. Thì trong clip này là tôi đã giải thích rất là rõ rằng là cái lý do tại sao lại là cái kỳ vọng như vậy. Và trong clip đó thì tôi chứng minh rất là nhiều. Lúc đó thì các anh chị cũng có nghe, thì là khu vực này tôi cũng khuyên mọi người là, bởi vì một là có thể đợi nó vượt hẳn 1.200 thì chúng ta mua, hai là đợi nó hồi về các cái vùng cầu, trong cái đó vùng cầu chủ đạo thì tôi đang thấy rõ ràng nhất có khả năng sẽ là vùng cầu này đấy, vùng khoảng 1081 đến 1100, tức là ở trên khung thời gian ngày thì các anh chị thấy chính là khu vực này này đó, và sâu hơn sẽ là vùng cầu dưới. Và về dài hạn thì tôi vẫn đang tin tưởng vào một cái chu kỳ tăng trưởng đến tháng 9 năm 2021. Đó là như vậy. Nhưng mà vùng này thì nó sẽ là vùng mà không nên mua, bởi vì quan điểm của tôi, nếu chúng ta là một nhà đầu tư nhỏ lẻ, chúng ta mua ở cái thời điểm nào mà cái việc âm trạng thái nó tốt nhất thì càng tốt. Vậy là cái điều kiện đặt ra chúng ta là mua ở cái khu vực giá đúng hơn là khu vực giá rẻ, trừ phi các anh chị không dùng đòn bẩy, không margin, và cái số tiền đầu tư đó nằm trong một kế hoạch dài hạn, trong tổng một cái kế hoạch tổng của cái việc quản trị tài sản của anh chị thì nó không nói gì. Nhưng đa số tôi đang nhấn mạnh vào là các nhà đầu tư F0, các diễn đàn mà tôi biết rất nhiều người vào là đang bị đu đỉnh, chúng ta hay nói đó là đu đỉnh. Đây là một trong những cái thời điểm mà những nhà đầu tư đu đỉnh ở đây đang cảm thấy sức lo lắng. Mà dù ấy nhiều nhà đầu tư lại còn là đu margin nữa, thì là nếu như giá có về các cái khu vực vùng cầu dưới 1123, hay là vùng dưới này 1047 này, 1047, 1033 này, và bắt đầu là chu kỳ tăng tiếp khi đã về đến đây, thì những nhà đầu tư đã mua margin rồi thì đang rất là lo, có thể họ sẽ thiệt hại rất là nhiều khi về đến đây. Nhưng để dũng cảm cắt bớt margin giai đoạn này thì không mấy ai dám làm, đặc biệt là các nhà đầu tư F0 thì rất ít người dám làm cái việc đó. Bởi vì thế nên clip này mình sẽ xoáy sâu vào cái việc là cách đi tiền của các anh các chị dựa trên yếu tố chuyên môn. Ở đây thì các anh chị thấy là với những người mà nhìn thấy đây là cơ hội cho đến tận gần cuối năm 2021, thì những vùng giá mua được cổ phiếu nếu về đến đây thì với họ lại là tín hiệu mừng. Vì sao? Vì lúc đấy họ có khả năng mua được cổ phiếu với giá tốt nhất, đẹp nhất. Hoặc là nếu như nó bứt phá lên hẳn 1.200 và nó đủ thời gian để biến cái vùng 1.200 này trở thành một cái vùng cầu mới bền vững,
cứng thì lúc đấy họ mua tiếp thì ok. Nhưng ở đây trong một khoảng thời gian rất là lửng lơ đúng không? Một cái khoảng mà các anh chị thấy là vùng cung ở đây là đã liên tiếp là chống lại cái lực mua lên. Nhưng có một điều riêng xét về projection, tôi muốn nhấn mạnh điều này để cho các anh chị, các nhà đầu tư mới hình dung được. Đó là nếu như mà đã chót mua rồi thì ở đây là mà phun nhiều hàng quá thì có nên hạ margin hay không? Có nên hạ margin hay không? Thì các anh chị thấy là trên biểu đồ với góc độ kỹ thuật thì chúng ta thấy là giá tuy là gần vùng cung trước đó nhưng trên đường nó đi lên thì nó liên tiếp tạo ra các vùng cầu này, một vùng này, hai vùng. Và vùng này đang là vùng cầu thứ ba mang tính chất tiếp diễn. Vùng cầu thứ ba này có một cái đặc điểm là đã tồn tại được này, 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 ngày rồi. Như vậy số thời gian 12 ngày này nó đủ để cho chúng ta có một cái kỳ vọng đủ lớn rằng là vùng cầu mới này là đang khá là vững. Và nó đã làm sao ạ? Nó đã tồn tại đối chọi với vùng cung trước đó này ở đây. Thời gian đủ lớn là hơn 12 ngày rồi. Hôm nay lại là một phiên mà chúng ta thấy là có một cây nến xanh. Điều này chứng tỏ cho chúng ta vùng cầu này vẫn phát huy tác dụng. Vậy nên những ai mà đang quá full margin mà lại sợ rằng là thị trường có thể sập về các cái vùng cầu dưới này, thì trong trường hợp này lời khuyên của tôi là sẽ lựa chọn cái mức mà có thể giữ được cái hàng mà các chị đã chốt mua. Nếu trong trường hợp xấu thì nó thủng ở đâu thì chúng ta lúc đấy mới bắt đầu hạ tỷ trọng margin. Đó, thì ở đây chúng ta thấy là cái vùng cầu này là vùng cầu mới thì có lẽ là các anh chị, những ai mà chốt đu đỉnh mà cả margin nữa thì cũng nên bình tĩnh. Trường hợp này thì thôi, chúng ta đã đầu tư thì chấp nhận là cái vùng 1147, 1150 này. Nếu như có bất kỳ một cái phiên nào đó mà cái sự bán tháo xảy ra dưới 1147, nó làm cho VN Index đóng cửa dưới cái vùng này. Đó, dưới vùng này. Đây. Thì lúc đó chúng ta chờ đợi và có thể cắt bớt margin ở khu vực này. Và cái vùng dưới này cũng hoàn toàn tồn tại, có khả năng là bật lên bất cứ lúc nào. Nếu như cái kỳ vọng về dài hạn của tôi nhìn, nó có khả năng sẽ là cái vùng bật lên bất cứ lúc nào. Nhưng nếu như mà nó có thể xuống sâu hơn, nếu như mà cái vùng đỉnh này nó lại tạo được một cái sóng đi xuống mà nó tồn tại đủ cái thời gian. Tối thiểu ở đây chúng ta thấy sẽ là 9 ngày, như 1, 2, 3, 4. Như vậy còn phải 5 ngày nữa. Nếu trong 5 ngày nữa, mà khó phá cái vùng này thì có lẽ tôi đang thiên về cái kịch bản là VN Index sẽ vượt sớm hơn dự định. Vượt sớm hơn dự định cái vùng 1200. Và với đặc thù của chứng khoán Việt, với đặc điểm của chứng khoán Việt thì cái việc vượt trước dự định như thế này có thể sẽ là một cú tăng rất là dài. Thì lúc này cái điều mà các anh chị và các bạn cần phải để ý lại là cú điều chỉnh sau khi nó phá vùng kháng cự này cơ. Bởi vì tôi giả sử như ở đây các anh chị nha, nếu như nó tăng một mạch giống như giai đoạn từ đây đến đây, các anh chị thấy này, đây là bao nhiêu, 17, 18 ngày mới bắt đầu điều chỉnh, thì ở khu vực này nếu như họ lên được cũng khoảng 17, 18 ngày hoặc là 9 ngày mà lên tận cái vùng 1200, gần 1300 này này, 280 gần 1300 này này, thì lúc đó hãy để ý rằng là nếu như thị trường mà có điều chỉnh về cái vùng này đã trở thành vùng cầu ấy để mua tiếp ấy, thì khả năng lúc đấy lại khả năng là sẽ giết rất nhiều nhà những đầu tư mà không có kinh nghiệm. Đây có thể gọi là một cú, nếu cú này nó vượt 1200 trước thì mình đang thấy là có khả năng cái cú này nó sẽ xảy ra và rũ hàng để gom tiếp được ở giá rẻ. Đó, gom tiếp được ở giá rẻ, lúc đó mới bắt đầu là chu kỳ tăng cho đến tận tháng 8, tháng 9 năm 2021. Thì đây là điều mà cái kịch bản mà mình thấy là hoàn toàn có thể xảy ra và bắt buộc chúng ta phải chờ đợi.
Để những ai kỳ vọng rằng là tôi khẳng định nó là 100% thì xin lỗi luôn với mọi người là đấy là điều không thể có. Mà cái điều này là điều có thể xảy ra dựa trên yếu tố về chuyên môn mà tôi đang thấy. Nhưng không loại trừ khả năng là nó sẽ thế này. Đó. Nó sẽ thế này. Rồi, một lúc đấy cái vùng cầu này mới phát huy tác dụng và mới bắt đầu đi lên. Không loại trừ khả năng đấy. Và thời điểm này này là thời điểm tôi đã nói với rất nhiều người, những anh chị em bạn bè, những nhà đầu tư mà tôi quen biết, đó là thời điểm này tốt nhất là chúng ta không nên làm gì. Đứng ngoài nó đã là chiến thắng. Không nên mua bán gì ở giai đoạn này. Hoặc như clip trước tôi đã nói, có mua thì các anh chị mua với một số lượng vừa đủ thôi. 20-30% thôi. Chứ nếu mà mua full mà thậm chí còn full margin thì chúng ta vẫn có khả năng giống như là giai đoạn trước đó, rất nhiều người chết trong uptrend. Cái chết đấy nó rất là đau đớn. Thả nó downtrend mình không làm gì được thì ok, còn uptrend mà mình chết thì nghe nó vô lý quá. Đó là cái quan điểm của tôi về cái thị trường chứng khoán và chỉ số chung VN Index. Thì thông qua cái chia sẻ này cho mọi người thì mọi người có thể hiểu được một chút về cái tư duy quản trị. Nhất là cái quản trị cái tài khoản đầu tư của chúng ta. Đặc biệt là với thị trường chứng khoán thì nó giống như là bài toán quản trị về tài sản, nên là đầu tư chung và dài hạn hơn là bài toán trading. Nếu các anh chị trading thì các anh chị sang phái sinh, hoặc mạo hiểm hơn nữa các anh chị mà cảm thấy ok nữa thì nhảy sang forex hoặc chứng khoán quốc tế. Đó là lời khuyên của tôi. Nó hay hơn rất là nhiều cái việc mà chúng ta lại trading trên thị trường chứng khoán. Việc mua đi bán lại cổ phiếu trong ngắn hạn thì có vẻ như là nó không ok lắm. Bởi vì sao? Thế vốn hóa của thị trường chúng ta nó rất là bé so với thị trường quốc tế. Ngay đến cả cái hệ thống của quản lý của sàn mà các anh chị thấy nó còn đưa lên đưa xuống thì đấy, chúng ta không nên mạo hiểm ở những cái vùng giá như thế này. Rồi, thì clip của tôi xin phép sẽ tạm dừng tại đây. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục trong các cái clip tiếp theo. Tôi sẽ tiếp tục update tình hình thị trường. Và bên cạnh đó thì tôi cũng sẽ phân tích rất nhiều các loại sản phẩm khác. Ví dụ như Bitcoin, các anh chị thấy rồi. Clip hôm qua là ở trong cái clip mà chia sẻ kiến thức phân tích nâng cao, phân tích kỹ thuật nâng cao này. Thì các anh chị có thấy là tôi cũng có phân tích về Bitcoin. Và hôm qua khu vực này thì khó lên và hôm nay đúng là nó đã giảm. Ok, thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi và mình sẽ có update những clip riêng để phân tích từng sản phẩm. Rồi vàng, chứng khoán Mỹ, US30, đó. Rồi, những anh chị nào mà chưa like, share, subscribe kênh của mình thì vui lòng là các anh chị ủng hộ mình một like, một share, một subscribe thì mình có động lực sẽ làm tiếp trong giai đoạn sắp tới. Xin chào và chúc các anh chị một cuối tuần thật là vui vẻ với người thân và gia đình.